chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Việt Nam Tôi Yêu. Và xin giới thiệu với quý vị, Việt Anh sẽ là người đồng hành cùng Mỹ Tuyền trong chương trình kỳ này. Và xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả thân mến, quý vị hãy đón xem Việt Anh và Mỹ Tuyền đang có mặt tại đâu nhé. Mỹ Tuyền và Việt Anh đang có mặt tại Bình Thuận. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá vùng đất xinh đẹp này nhé. Bình Thuận cách Tây Ninh hơn 290 km, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nổi tiếng bởi những bãi biển, cung đường ven biển tuyệt đẹp và những đồi cát mênh mông. Bình Thuận là một trong những địa phương có cảnh quan đa dạng và ngoạn mục nhất. Và nơi đây vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn để khám phá. Đến Bình Thuận, du khách dễ dàng bắt gặp những bãi biển trong xanh với cát trắng. Bên cạnh đó là sự nhộn nhịp của những làng chài. Đến mũi Kê Gà vào lúc sáng sớm, du khách dễ dàng bắt gặp làng chài thuộc vùng biển Hàm Thuận Nam. Tại đây, chúng ta dễ bị cuốn hút vào những mẻ lưới đầy cá, bên cạnh những chiếc thuyền thúng đã nhuộm màu sương gió. Còn gì thú vị hơn khi được trải nghiệm gỡ lưới cá trên bãi biển và hiểu thế nào là niềm vui thật sự khi gỡ được con cá đầu tiên ra khỏi lưới. Quý vị và các bạn thân mến, đây là con cá thành quả đầu tiên của Việt Anh. Việt Anh không nghĩ là cái việc mà gỡ cá nó khó như vậy luôn á. Nếu đã quen thuộc với những cảnh biển đông người hay các điểm du lịch thuộc thành phố, thì quý vị có thể rẽ sang một hướng mới ở mũi Kê Gà. Mũi Kê Gà là một hòn đảo nhỏ nằm cách đất liền khoảng 500 mét. Đây cũng là nơi sở hữu ngọn hải đăng cao nhất Đông Nam Á. Để sang được ngọn hải đăng, du khách sẽ phải thuê cano hoặc thuyền thúng của những người dân quanh vùng. Cái cảm giác lênh đênh trên biển, thả mình trong gió, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp xung quanh thật thích thú. Sau 7 phút thì cano đã đến đảo. Những tảng đá lớn nằm nhấp nhô ở phía ngoài như một bức tường bảo vệ hòn đảo trước những cơn sóng biển. Kê Gà hấp dẫn trước hết bởi ý nghĩa lịch sử của nó. Đây là ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hoàn thiện vào năm 1899. Ngọn hải đăng nằm trên mũi điện, được thiết kế bởi kỹ sư người Pháp Jean Navat, gồm 200 bậc thang xoáy trôm ốc với tổng chiều cao lên đến 35 mét. Là ngọn đèn dẫn đường cho thuyền bè qua lại an toàn với tầm quét lên tới 40 km. Hải đăng Kê Gà còn là một tác phẩm kiến trúc độc đáo, là một thắng cảnh đầy hoang sơ, thu hút rất đông du khách tìm đến khám phá. Dọc theo lối đi lên ngọn hải đăng là hai hàng hoa sứ trên 100 năm tuổi. Hàng hoa sứ này được trồng từ khi người Pháp xây dựng hải đăng, đến nay đã trở thành những cây sứ cổ thụ xanh mát. Lên đến hải đăng, không những được nhìn toàn cảnh mũi Kê Gà mà chúng ta còn có thể nhìn ngắm toàn cảnh thiên nhiên nơi đây với vô số phiến đá xếp chồng lên nhau. Những phiến đá to, nhỏ, đủ loại kích thước, hình thù, sắp xếp một cách ngẫu nhiên dưới bàn tay của tạo hóa tạo nên sự hùng vĩ của cảnh quan nơi đây. Có thể nói, hải đăng như một nơi để du khách có thể tận hưởng sự thanh bình, êm ả từ thiên nhiên. Thưa quý vị, hiện tại thì Mỹ Tuyền và Việt Anh đang có mặt tại mũi Kê Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km. Khi đi ngang Bình Thuận thì quý vị nhớ là hãy dành một chút thời gian để ghé ngang mũi Kê Gà, bởi vì cảnh quan thiên nhiên nơi đây rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như lời Mỹ Tuyền vừa nói thì cảnh quan nơi đây vô cùng hấp dẫn với du khách. Trước mặt Việt Anh đây chính là chúng ta có biển xanh, rất xanh và tiếng sóng biển rì rào.
Sau lưng Việt Anh đây chính là ngọn hải đăng Kega, ngọn hải đăng cổ nhất ở Đông Nam Á này. À, và chúng ta có thể thấy là ở đây có rất nhiều tảng đá với nhiều hình thù rất là độc đáo và kỳ lạ. À, cái không gian yên bình ở mũi cây gà làm cho chúng ta có thể quên đi cái cuộc sống mà bộn bề lo toan hàng ngày luôn đó. Vậy luôn á. Rồi với thật sự với Mỹ Tuyền là với quý khán giả là thật sự với cảnh quan như thế này, không khí như thế này, thật sự vì anh chỉ muốn ở đây mà thưởng thức cái không khí này thôi, và anh chẳng muốn đi đâu nữa hết. Đúng là đẹp thiệt đúng không vậy anh? Đúng rồi. Mà Bình Thuận thì còn rất là nhiều điều thú vị để chúng ta phải khám phá. À, thôi hay vậy là gì anh ở đây một mình đi nha, Mỹ Tuyền đi đây. Thôi cho đi với. Quý vị và các bạn thân mến, địa điểm tiếp theo mà Mỹ Tuyền và Việt Anh muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là Bảo tàng nước mắm và nhà hát nghệ thuật làng chài Fisherman Show. Hai địa điểm này có gì đặc biệt thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá với Mỹ Tuyền và Việt Anh nha. Mỹ Tuyền và Việt Anh đang có mặt tại Bảo tàng Làng Chài xưa, là bảo tàng nước mắm đầu tiên tại Việt Nam. Nghe cái tên thôi là đã cảm thấy rất là tò mò rồi đúng không Việt Anh? Đúng rồi Mỹ Tuyền. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong tìm hiểu xem như thế nào hả Việt Anh? Ok. Đi thôi quý vị. Rất vui được chào đón các anh chị đến tham quan Bảo tàng nước mắm Làng Chài xưa. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ vào bên trong phòng xem phim tư liệu 7 phút về cuộc sống người dân Chài, nghề làm nước mắm ở tại nơi đây cũng như là 300 năm hình thành vùng đất này. Thì xin mời các anh chị vào hàng ghế ngồi ạ. Được chị Lai hướng dẫn tham quan và thuyết minh về không gian trưng bày nghệ thuật trong bảo tàng. Đây là không gian văn hóa Champa với tượng cút mang dấu ấn văn hóa Champa rực rỡ. Còn đây là điểm trưng bày hay tấm sắc phong bản gốc thời vua Nguyễn. Và ngoài ra quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh, ảnh tư liệu, phác họa về sinh hoạt miền biển Bình Thuận của các thế kỷ trước. Thú vị hơn khi bước vào con đường xưa và chợ xưa Mũi Né. Nơi đây tái hiện lại một phần làng chài xưa của Mũi Né, Phan Thiết, cách đây hơn 300 năm từ thời Champa, thời vua Nguyễn, thời Pháp và những thập niên 40 đến 60. Lẽ thú vị nhất là được chiêm ngưỡng những que thùng nước mắm được đặt trong một không gian rộng lớn tại làng chài xưa. Quá trình làm nước mắm được ghi lại và phát trên màn hình LED để du khách có thể tìm hiểu, khám phá cách người dân làng chài phát hiện ra nước mắm, từ việc ướp cá, tên gọi nước mắm ngày xưa, lý do vì sao có tên gọi nước mắm như ngày nay. Thời bấy giờ, những tỉnh gốm đựng nước mắm trét kính nắp bằng vôi, dán nhãn vuông, được chở bằng ghe bầu từ sông Cà Ti đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ ra tới miền Trung, miền Bắc. Tất cả người Việt Nam đều ăn loại nước mắm rin nguyên chất đựng trong tỉnh này. Được kéo rút trực tiếp từ thùng chợp gỗ ủ cá cơm than và muối sạch chín chậm trong một năm. Do vậy, người dân khắp nơi quen gọi là nước mắm tỉnh.
Thưa quý vị, đến với bảo tàng nước mắm thì ngoài việc được tìm hiểu các công đoạn quy trình sản xuất ra nước mắm nguyên chất thì chúng ta còn được nếm thử cái vị nước mắm nguyên chất mà người dân làng Chài xưa ở Phan Thiết gọi là nước mắm tỉnh nữa. Thì bây giờ Việt Anh thử nếm xem cái mùi vị như thế nào. Rồi bây giờ Việt Anh sẽ nếm thử cái vị nước mắm tỉnh mà Việt Anh vừa rót từ trong cái tỉnh này ra. Mỹ Tuyền biết không, cái ấn tượng đầu tiên của nước mắm này là nó mặn ngay đầu lưỡi và ngọt dần. Nó ngọt dần nha quý vị, nó ngọt dần theo cái cuốn lưỡi chúng ta và để lại một cái vị rất lâu ở cuối lưỡi. Cũng nằm trong khuôn viên của bảo tàng, khu quầy hàng lưu niệm sẽ là nơi lý tưởng để du khách sau khi tham quan có thể lựa chọn những sản phẩm mua về làm quà. Mũi Né, Phan Thiết vốn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và đặc sắc, trong đó phải kể đến món bánh canh chả cá. Bánh canh chả cá được múc ra trong vắt với những sợi bánh canh thanh mảnh, điểm thêm màu vàng của những miếng chả cá chiên, cộng thêm màu xanh của hành ngò, màu đỏ của ớt. Khi ăn phải dùng nóng mới ngon và phải ăn từ từ mới cảm nhận được cái vị trọn vẹn của bánh canh chả cá. Sau một ngày khám phá Bình Thuận thì Việt Anh có thấy đói bụng không nè? Có chứ Mỹ Tuyền, bụng Việt Anh bây giờ là cái đói cồn cào luôn nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức cái món bánh canh chả cá đặc sản của Phan Thiết Việt Anh ha. Wow, Việt Anh háo hức quá. Rồi Việt Anh thử đi. Nước lèo ở đây rất là ngọt đúng ngọt. Không? Ngọt và rất là thơm. Lý do sao nó ngọt vậy không? Lý do? Tại vì hồi nãy thì có chị chủ quán có bật mí cho Mỹ Tuyền biết là cái nước lèo ở đây á, sở dĩ nó ngọt là nhờ có các loại cá biển nè, rồi cộng thêm cái nước hành xương nè, rồi ở đây mình thấy có nấm rơm nữa nè. Đúng rồi, có trứng cút nữa, trứng cút. Và đặc biệt là hình như là chả cá đúng không? Mình ăn thử cái chả cá xem như thế nào. Chả cá rất là ngọt, bùi và ngon lắm quý vị ơi. Và rất là dai nha quý vị, ngon cực kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức bánh canh chả cá với Mỹ Tuyền và Việt Anh nha. Bánh canh chả cá đây là phải ăn cái bánh mì nó mới đúng tiệm. Cảm ơn Mỹ Tuyền. Quý vị hãy thử chấm cái bánh mì này với nước chả cá nhé. Phan Thiết, du khách sẽ có thêm một hình thức giải trí, đó là show diễn Fisherman Show, huyền thoại làng Chài trên sân khấu nhạc nước hoành tráng và đầy sắc màu hòa quyện lung linh giữa nước và ánh sáng. Đây là show diễn duy nhất tại Việt Nam với không gian nghệ thuật độc đáo về sự giao thoa văn hóa hai dân tộc Kinh và Chăm tại Phan Thiết. Với Fisherman Show, khán giả có thể vừa tiếp cận trải nghiệm bản sắc văn hóa Phan Thiết, vừa thưởng thức những thủ pháp nghệ thuật đẳng cấp không thua kém những show diễn nổi tiếng trên thế giới. Huyền thoại về cá ông và thần Shiva được dựng lại chân thật và hoành tráng với sân khấu 4 tầng. Bò kéo xe, đồi cát bay, nhạc nước, dàn đu bay, thuyền và thúng di động, bộ xương cá khổng lồ. Tất cả hòa quyện cùng âm thanh ánh sáng đỉnh cao và sự tham gia diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp, chính quy cùng nghệ nhân địa phương, xứng đáng là show diễn đáng xem khi đến Bình Thuận. Show huyền thoại làng Chài diễn lúc 20 giờ thứ tư, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.
Bên cạnh tắm biển, tham gia các hoạt động vui chơi trên biển và tham quan những địa danh, còn một địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đến đây, đó chính là làng chài Mũi Né. Đây là làng chài ở Mũi Né, Phan Thiết. Thì mỗi sáng ở đây có rất là nhiều ghe thuyền với tôm cá tươi được người dân đánh bắt ở ngoài khơi đem vào đây bán, chủ yếu là phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân sinh sống ở đây. Nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách đến đây mua hải sản về để làm quà biếu cho người thân và bạn bè của mình. Và muốn tìm những loại hải sản tươi ngon nhất, quý vị đừng quên ghé qua làng chài Mũi Né ở Phan Thiết này các bạn nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy theo chân Việt Anh và Mỹ Tuyền khám phá làng chài Mũi Né nơi đây. Nếu đến đây vào dịp sáng sớm, quý vị sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh buôn bán tấp nập của người dân trở về sau những chuyến đi biển khuya. Khoảng thời gian thích hợp nhất để du khách đến làng chài là từ lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng, vì lúc này là lúc tàu bè cập bãi đông nhất và khung cảnh mua bán cũng tấp nập. Cách bờ không xa, vài chiếc thuyền thúng chở hải sản vào bờ, phần nhiều là ghe thuyền của ngư dân neo đậu ngoài xa. Khi các chiếc thúng nhỏ trở về, thành quả sau một đêm đánh bắt được đổ ra một tấm bạt nhỏ, từ đây sẽ phân loại ra ghẹ, cá theo chủng loại và kích thước. Người dân tập trung ở đây để mua bán những mẻ tôm, cá, mực còn tươi sống. Số khác tập trung vào công việc gỡ lưới, đổ cá vào thùng lạnh, cân cá cho thương lái. Nghe có vẻ ồn ào, tuy nhiên khi đến đây, cuộc sống người dân vùng biển sẽ làm cho du khách cảm thấy yêu thêm cái không khí náo nhiệt nhưng đầy sự bình dị và mộc mạc này. Sau những giây phút dạo chơi tại làng chài thì chúng ta hãy ghé qua lâu đài rượu vang để thưởng thức những loại rượu thơm ngon, khám phá tòa lâu đài cung điện cổ kính, lộng lẫy và nguy nga ở mảnh đất Bình Thuận. Mang nét kiến trúc châu Âu cổ điển với những mái vòm cổ kính, những tháp canh cao vút và khu quảng trường rộng lớn, lâu đài rượu vang rạng đông đang trở thành điểm đến nổi bật. Trước khi tham quan, du khách sẽ được thưởng thức ly rượu vang hảo hạng trứ danh đến từ thung lũng Napa. Đầu tiên là ngắm màu sắc của rượu, rồi lắc nhẹ để cảm nhận độ đặc và ngửi những hương vị đặc trưng chỉ có ở rượu vang. Kế tiếp, cảm nhận rượu vang bằng vị giác. Những giọt rượu hảo hạng cứ thế lan tỏa, từ đầu lưỡi chảy trôi vào cuống họng và đọng lại những hương vị khiến chúng ta khó quên. Đó chính là một trong những nghệ thuật thưởng thức rượu vang giúp quý vị cảm nhận được hương vị đặc trưng của từng loại rượu. Sau khi nghe thuyết minh về quá trình lịch sử của ngành rượu vang ở Napa Valley và học cách thưởng thức một ly rượu vang đúng cách, du khách sẽ được dẫn sang tham quan hầm chứa rượu với quy trình và mô hình sản xuất rượu khép kín. Dạ, khu vực mà chúng ta đang tham quan ở đây là phòng trưng bày ạ. Dạ, tại căn phòng này bên em trưng bày khoảng 4.200 chai rượu vang của tập đoàn Rạng Đông. Rượu thường được ủ trong thùng gỗ sồi với các mức nhiệt độ khác nhau. Những chai rượu vang được bảo quản dọc lối đi trong hầm với nhiệt độ trung bình từ 11 đến 14 độ C. Ánh sáng trong hầm cũng rất yếu để đảm bảo quá trình lưu trữ rượu.
vị, hiện tại Mỹ Tuyền và Việt Anh đang có mặt tại Bầu Trắng. Đây còn được gọi là tiểu sa mạc Sahara của Bình Thuận. Khi quý vị đến đây, quý vị sẽ được tự do tham quan, chụp hình. Và nếu quý vị nào thích cảm giác mạnh, quý vị có thể thử trải nghiệm trên những chiếc xe địa hình ô tô ở đây. Bầu Trắng cách thành phố Phan Thiết khoảng 60 km, thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Do Bầu Trắng như một sa mạc cát rộng lớn, nên nhiệt độ trong ngày khá cao. Quý vị nên tới đây từ sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh được cây nắng gay gắt và thỏa sức vui chơi. Những triền cắt cao, rộng mênh mông trải dài. Tại đây, gió thổi liên tục khiến địa hình của những đồi cát luôn thay đổi theo thời gian. Dưới ánh nắng chói chang và gió lộng, đồi cát hiện lên hết sức mông lung và mờ ảo. Đặt chân đến Bầu Trắng, chúng ta có thể chọn lang thang trên các triền cát để ngắm cảnh, chụp ảnh, để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp một biển hồ lấp lánh ánh bạc dưới mặt trời rực rỡ, làm dịu đi không khí nóng bỏng của đồi cát mênh mông. Thì nhiều người sẽ nghĩ đây là vùng đất đầy nắng và gió. Tuy nhiên khi mà đặt chân đến đây rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được là đây là một cái mảnh đất còn rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn để khám phá đó nha. Thưa quý vị, Bầu Trắng là điểm kết thúc của hành trình khám phá Bình Thuận trong chương trình Việt Nam Tôi Yêu kỳ này. Mỹ Tuyền và Việt Anh xin phép nói là chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách đến đây để mua hải sản về làm quà biếu cho người thân và bạn bè của mình. Bà quái là bà quái. Hãy subscribe.